Sở Trung tạc tính lại pomme mẹ Pinh Hồng, mời Pinh Hồng bấm phăng trở trình quốc khảo, mở xếp hốc cảm ơn xếp bếp bì sòng bắn sáu xàm, khổng đài phát thanh truyền hình sân la, cuồng trở trình mở nì mới bưng quam khảo sức lặng. Trước Pinh Hồng, nả vịa qua in, cần đầy mạ pe tòi luông mặn hà, cắp lại tăng trương, chuồng hóng qua in, dịch vụ chuyên nghiệp, trẻ lai ngày đi, cà con chọp sồm, bón qua in, pẹ sờ, tiền ngàn cánh đắc văn, ăn lò quam vào nhằn, không thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, nàng bằng họp, mà pè qua in Việt Nam, văn cánh màn hà, đầy khai óc nàng hơn sở chính phủ, cánh trên cái máy tính họt hơn sở ủy ban dân mương bưng tỉnh thành phố quận cảm Hương. trôm họp, nàng nam máy tính tỉnh Sa La mới đồng chí Hoàng Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh, phủ quận ba bưng sở ngành khổng tỉnh, cánh bưng huyện thành phố. Phát biểu khai họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có vò Nả việc qua in đầy nhận danh lòng ngành kinh tế cốc kén tòi nghị quyết số pet mở ship hốc cầm bươn nưng bị dòng phát bài ship chết không vô chính trị hôm phân cốc kén sở phịa tạm phịa dệt hở dần mương làn lai xỉa ư giác cắt cung nếu chưa xóm ngân cốc buộc chuân mả bè cánh nhảy biến luông dần hiểm trừ cánh bánh khầy bưng nen văn hóa ngườn lang chiên lang không dân tộc nho sùng tới kiến rú không dân mương Nả việc qua in việt nam cuồng ship vườn cải ma có đẩy lang tì số khé nàng mương nọ mang quả in cựt đầy giáo ship chiều phạt côn số khé nàng cuồng mương cựt đầy cầu ship cầu chiều phạt chà và xin khé quả in nàng mương nọ cuồng ship bườn pì sòng bắt bảy sáu sàm trắng to hốc ship cầu phân hỏi vẹt sới khóp nhóc nhì pì sòng bắt bảy ship cầu dàn con chơ hêm mi óp bình cô phí ship cầu khé nàng cuồng mương làng san mà bè văn phường cuồng pì sòng bắt bảy sáu sòng cò tàng mi xương xón lông ngành quả in đang tẩy cầm tó cấp lại khu xa cha cuồng lại bị cải ma hê kẻ khai tẩy sổ sảm nặng băng họp bưng chuyển già phù ẩn pa bưng bổ ngành hiệp hội qua in bưng tiểu phương bom cắp lướm lại doanh hiệp còn nhản danh cánh sổ sảm lại luông bùn vay mã pe qua in việt nam quang san pen xương cần tánh tâm tả việc qua in việt nam đòi luông cạt kiên cắp mương nọ cánh bằng sở bưng nên văn hóa buồn giòn không việt nam cần minh chính sách hỏi khẩu ma mương óp bảy mương nọ chọp sồm ngay tì tánh ở luông bùn hờ mà pe qua in tại luông khéo nhông mặn hà phát biểu khót nàng bằng họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính có vò nhận làm việc qua in lò ngành kinh tế cốc kén nuống pan họt lại địa phương cánh lươn xưa lò dân mương xương nằn cơn tẩy tánh ở luông bùn mà pe chọp xồm chu xương mà pe qua in lò trách nhiệm trùng không cá chuông chính trị không chu cấp chu ngành cánh cá bản mương toàn luông uẩn pa mặn cặt không chu cấp ủy tàng luôn quản lý thông lông không hất mương tính khải luông hanh khòng doanh nghiệp cánh lướm lại pomme bản khuống đầy đủ mà pe qua in lò ngành kinh tế cốc kén bằng sở pưng luông hanh về mà pe qua in văn mản nà tạ ẩn bằng về phúc chuân lại ngành ứng hôm phân quản trọng sở phía mà pe diệt dân tại luông mản nà hiện tại Quảng gian Pena, trụ cấp trùng ngành, cánh phương địa phương, cánh phương hiệp hội, diệt nghe, doanh nghiệp, quảng nả viện chuông hóc qua in, cần chấp năm sự trì nghị quyết số pet không vô chính trị nghị quyết số pet xếp xong không chính phủ cấp luông bùn cạt kiên, mà pe chu xương cuồng thả phia mà pe qua in mử xếp hà cầm xếp mũ kiểm tra lắm le không bàn, uốn pa hơn mương ma vỉa cầm phong mầm húp nhàm pường, đại đồng chí ngô văn tuấn ủy viên ban chấp hành trung đảng bí thư ban cán sự đảng tổng kiểm toán hơn mương thành viên ban uốn pa uốn cốc có mít chú giật vìa cấp ban thường vụ tỉnh ủy mai lăng đi về uan pa chấp năm việc cầm phong mầm húp nhằm phường nàng quang tỉnh sa la toàn cánh giật vìa cấp đoàn bị đồng chí Nguyễn Hữu Đông ủy viên ban chấp hành trung ương bí thư tỉnh ủy trưởng mũ đại biểu quốc hội tỉnh đồng chí Lo Minh Hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng chí Hoàng Quốc Khánh Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Giám đốc tỉnh, Vương đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng dân hương, Ủy ban dân hương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban phương Sở, Ban ngành Không tỉnh. Sàn Cải Ma, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, có tùm Pua ổn Pa, chấp năm đi về cầm phong mảm hút, nhàm phường, cánh nhàn xanh, y lò nạ về quan trọng của việc tảng tánh sòng bành đằng. Tảng tánh tùm Pua chuông chính trị bè sở, hàn Hanh, tùm Pua luôn cả sàn tách lại dần mương. Trên báo chấp năm đi bưng lông Bùn khẩm đằng hơn mương, ma vía cầm phong mảm hút, nhàm phường, tó hỗ trợ cầm quyết dùng, nhàn xanh, báo quan và phủ năn lò phở, chấp năm đi bưng lông bùn nhàn bao chấp sồm cuồng nằn, nhằn danh, cảm phong là chính, hồ hền cánh cầm quyết, phạt mờ, lợp tan. Phát biểu nàng chút dệt vịa, đồng chí Nguyễn hữu Đông có báo nàng quam họt mũ đại biểu, bưng lăng đi buồn giòn không tình quần xíp bườn vì dòng băn sao xàm, vịa tăng tánh đảng sức tàm đầy bồng trời trên báo chấp năm thì, cắp lung bùn hà chảnh, lò chảnh côn, chảnh vịa, chảnh trách nhiệm, chảnh lăng đi vịa dệt. Việc cảm phong mạm hút đại bàn thường vụ tỉnh ủy Sơn Hà, uồn 300 năm cắt Kênh, liền xưa lò bồng trở hót trách nhiệm, ba tôn uồn con khỏng phụ uồn ba cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. xếp tạm hiến phăng quam công hôm không mũ công tác, rào hờ bưng cơ quan đơn vị, ngắm bùn dệt leo, bánh khay luông hanh, lợp tan kẻ khay bưng giả chắc khắt khỏng, khỏng mũ công tác vào ó. Phát biểu đốt môn Chú Diệt vịa, đồng chí Ngô Văn Tuấn, tổng kiểm toán hơn mương, còn nhận danh dùng bước lăng đi cửa đẩy không tỉnh Sơn La, cuồng chu bóng và nà vịa, lươn xưa là vịa Cẩm phong mảm hút nhàm bường. Tăng dòng, đề nghị cuồng gia bài nà, tỉnh Sơn La giúp tạm bánh khái sơ mở vịa Cẩm phong mảm hút. Trên báo trong năm đi bước lăng bùn không hơn mương, mà vịa Cẩm phong mảm hút nhàm bường. Nho sùng trách nhiệm, cuồng vỉa sủ bưng tặng ngân cốc, trường không công, lươn xưa là vỉa cất xí ngó nhàm bường, mảm hút phòng cấp năn, sắp tạm chấp năm thì về biến mở hành chính, kẻ khai đơn sư, kiện cáo. Tướng trao mư xếp hà hội đông giảm ước khóa xếp hà, nhiệm kỳ sòng pan hoạt bì sòng pan có khai ốc kỳ họp chuyên đề từ thứ xếp hà, trôm hạp bí đồng chí La Minh Hùng, phó bí thư thường trực tình ủy, bước đồng chí ủy viên ban thường vụ tình ủy, thường trực, Hội đồng dân hương, Ủy ban dân hương, hương, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân đốc tỉnh, đồng chí Trá Của, Ủy viên, Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân đốc tỉnh, Uẩn Park Kỳ Họp. bưng sớ bấng danh ma sổ sảm bưng sớ bưng quan vay van cánh kẻ khải bưng quan vay van chủ đại biểu cò rông mư thông cài xíp sảm nghị quyết hôm mi bàn phòng tỉnh sơn la gian pì sóng pan sao ếch, hột pì sóng pan sảm xếp hượt họp pì sóng pan hà ship phê duyệt luông pùn tăng tánh dự án diệt hồng nằm kẻ cầm thuộm nàng càng ống huyền quỳnh nhai tạm rằng chấp năm dự án sảng tâm bón chiên lang hơn mương đặc biệt hơn tu sơn la cuồng luông pùn dòm ngân cốc cồng gian pì sóng pan sao ếch, pì sóng pan sao hạ nhằn trao sòn xếp tàng ngân cốc ngân sách địa phương trước năm dự án tàng tánh xỉm tăng xé lèn văn hòa bình mộc châu cài tỉnh sơn la sòng bánh luôn buồn gióng ngân cấp cồng gian pì sòng bắt sao ết hoặc pì sòng bắt sao hà tàng ngân cấp ngân sách địa phương chu cầu xóm pành pàn khạc kho luôn pùn dòng ngân cấp cổng pì xóm pan sao sàm tàng ngân cấp ngân sách địa phương pàn khạc kho luôn pùn dòng ngân cấp cổng gian pì xóm pan sao ết hoặc pì xóm pan sao hạ tàng ngân cấp ngân sách trung ương chấp năm tiểu dự án nâng dự án xí chương trình luôn pùn hơn mương mà pè dệt dườn tánh lá bàn mương nằm phòng chưa nòi côn cánh phòng pú sùng Đồ án văn phòng trành thí vầy, tàng tánh pá tú mương lóng sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đồ án văn phòng tàng tánh phòng qua in pha đìn, huyện Thuận Châu. Phê duyệt tướng tên danh tính giống ngơn cánh bàn dài ngơn ngân sách vì sóng bắt sao sàm. Sỏm bành danh tính ngơn sự nghiệp trước năm chương trình mà pè, pá, màn nà vì sóng bắt sao sòng hoặc vì sóng bắt sao sàm. Sỏm bành phòng sàm tàng pá, tỉnh Sơn La, gian vì sóng bắt chết hoặc vì sóng bán, sao hạ. Phát biểu đốt muôn kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị Ủy ban dân mương tỉnh sòn hôm uồn 3 chấp năm bưng nghị quyết trong đại thông cài, sướp tàm sòn hôm uồn pa hòn khâng bưng nả vỉa, tinh khẩn kỳ họp là bì sóng bắt sao sàm, khóng hồi đông dân mương tỉnh, nhằn bào lang đì, diệt văn cánh phá phú triển lai, dự thảo nghị quyết vầy bưng bàn hồi đông dân mương tỉnh khải ó làm le tòi luông tắt bùn thường trực hội đông dân mương bưng bàn khòng hội đông dân mương tổ đại biểu cánh đại biểu hội đông dân mương tỉnh tủng pua nà viện làm le chớp năm nghị quyết khòng hội đông dân mương tỉnh đồng chí chủ tịch hội đông dân mương tỉnh cỏ đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bưng tổ chức thành viên cạt kiên các bưng cơ quan đơn vị nuống pan vẩy chiên báo nếu chưa dân mương chớp năm thì bưng nghị quyết khòng hội đông dân mương tỉnh tọp hôm ảo quam có hôm sổ sảm đối cấp bưng dự thảo nghị quyết danh tính tinh khẩn kỳ họp khổng hội đồng dân mương tỉnh. Tên cầm mờ ship hà cầm chữ bết ủy ban dân mương tỉnh Sala cắt kiên các ủy ban dân mương tỉnh Thanh Hóa khai bằng họp cắt kiên mà bè qua in tỉnh Thanh Hóa các phương tỉnh đến phú tây bắc trôm họp mi đồng chí phạm văn thủy phó cục trưởng cục du lịch hơn mương việt nam phủ quân pa tỉnh thanh hóa cánh phương tỉnh tây bắc mã phái tỉnh Sơn La, mấy đồng chí Tráng Thị Xuân, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Giám mức tỉnh, phụ uẩn Ba Pưng Sở, ngành cánh hiệp hội du lịch tỉnh, Phủ tăng hà Pưng doanh Hiệp, qua in nàng cung phòng. Lò tỉnh mỹ Lai Luông Hanh, cuồng Pưng Pì Cải Ma, nả việc qua in không tỉnh Thanh Hóa, lân uẩn cón cuồng cá mương ma vịa nếu chưa khép qua in. Tái hùa bị hột khay, số khép ma qua in nàng Thanh Hóa cửa đẩy chéo hòn xếp chồng chiều phạt côn luông thủ tế qua ỉn cửa đẩy cài sao sàm pan sòng hỏi sao sàm tỉ mần bằng sở cốc gần so tang bưng tảng trường chuồng hóc qua ỉn lá cắp lai tiểu phương tỉnh thanh hóa lân nhản Danh, bưng tỉnh tây bắc lò bón mi luông hanh phải mà pe qua ỉn khòng tỉnh vừa sức tàn hàng pì ngành qua ỉn tỉnh thanh hóa lân chôm hạp nả việc cáo ảng qua ỉn cáo ảng ma hún ảnh văn hóa phủ côn khòng tỉnh thanh hóa cài việc chôm hạp bưng bảng hồi đầy khai ó nàng tỉnh Tây Bắc. Phát biểu nàng bằng họp, đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân mương tỉnh Sơn La, nhận danh sùng pưng luông hanh văn hóa cánh qua in không tỉnh Thanh Hóa. Khai nỉ tỉnh Sơn La đang chống hanh chấp năm chuột luông vẩy chấp năm luông bùn ảo tỉnh Sơn La cướt bền bón qua in tiếng an bồn giòn không Tây Bắc. Tăng sòng mỏng cong, bằng họp nỉ chiết hỏa san vây tỉnh Sơn La phò xiềng, cánh bưng tỉnh Tây Bắc vào trùng, cạt kiên, khai ó, bưng luông, quả in cạt kiên, lại phòng. Tái ngõ bưng tàng trường chuồng hong quả in bồn giòn hôm phân sở luông mà bè chung, không ngành quả in phát biểu uốn pan nàng băng họp đồng chí phạm văn thủy phó cục trưởng cục du lịch hơn mương việt nam đề nghị vậy việc cạt kiên mà pè quả in cứ đẩy lang tì bưng tiểu phường cần đẩy nhàn xanh bưng tàng trường chuồng hong quả in bồn giòn bằng sớ, luông hanh nàng cuồng phòng tái ngõ bưng bón diệt xanh cáo ảng, mát nà việc quả in bánh khẩy luông hanh không bưng thành viên cát kiên nếu chưa luông chôm hạp không bưng doanh nghiệp tùm pua quản lý bảy trừ bón kiến rú, nàng bưng bón quả in. Nàng bằng họp, Hiệp hội Du lịch Thành Hóa, cánh Hiệp hội Du lịch Hốc tỉnh Tây Bắc, có ký triển 200 chữ, chào hèn, cát kiến phả bè quả in. Mười xếp xí cả bếp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám đốc tỉnh, Cò bay giam, cánh nhôm sòng trường không, không đồng chí Tăng Thị Phóng, có ni, lò ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, hà Sao sắc sàm chú hơn, rú tàng khẻ, bản na lích xá Trưng lào, huyền mức la. Cùng dân rú tàng khẻ, mi sao sàm chú hơn, hỏi nâng bài chết hùa côn, hỏi phân hỏi, lò bò mè chữa côn là hà. Hùa bơn bét trong cái ma, sao sàm chú hơn có chốc diệt hại bổ phồn huyện Mương Lạc còn làm le, tại ngõ Long Bùn sọn xếp cùng dân dũ tăng khẻ, uẩn ba bưng cơ quan đơn vị, dệt lèo góc ngân xính khóng cần hà, cho dừa dân mương nhảy bài bón dù mớ. họt khay, xa giảm cho hơn có tăng lèo hơn mớ. Nhóm sóng trường hở bưng cho hân, đồng chí Đảng Ngọc Hậu đề nghị huyện Mương Lạc xếp tạm uẩn ba bưng đơn vị, chấp năm tách bùng bưng công trình, chuồng hong đôi kiến rũ khỏng dân mương, bồng chờ họt đôi kiến rũ khỏng bưng chôn cạt vào lại ra cha, cấp Long bùn, báo vầy phở, tóc bóng vai lằng tăng sòng đề nghị dân mương nhảy bài bón rú mớ bánh khay hồ cha cát sàn tùm pua mả pe dê dườn kẻ khay dạ cha tè tiếng đây khiến rú tên cầm mừ xíp xí cầm một xếp bếp năng bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la có khéo bàn họp ra bàn tòi ki không bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la các bộ chỉ huy quân sự tỉnh Siêng khoang mương cổng hoa dân chủ dân mương lao chấp năm trẻ lá chăm chữ pì sòng pan ra sòng bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la cánh bộ chỉ huy quân sự tỉnh siêng khoang có nhớ dùng hùa cha cắt sàn màn cạt, tin chưa cắp cằn, hòn khưng sáu hù nàng quam, cạt kiên kẻ khầy, bưng nào vĩa mỹ ó, hôm phân trừ màn tình an chính trị, tình ngại bản mương không song tình, lưng bít bánh nàng quam, cạt kiên trên báo hà cấp ủy, chính quyền, kẻ khầy, bưng nào vĩa, nhảy bay bài, bài ma tùm pua trên báo nếu chưa dần mương chấp năm đi tắt bùn đèn mương nho sùng trách nhiệm cùng vệ tặng tánh tăng đèn mương việt nam lao tẹt tiền cánh mà pè chu giường quân gian pèn hà dòng phái nhàn danh xếp tàm chiến báo quảng tùa quân cán bộ chiến sĩ trùm mũ vũ trang cánh dần mương xong tỉnh mang ngườn lang cạt sàn cạt kiên chủ giường việt nam lao không tỉnh sơn la cấp tỉnh sơn khoang bom hăn tùm pua bít bánh kinh nghiệm quân Hà Pê Dật dân tánh là bản hương tẳng tánh trùm mũ vũ trang không dòng tỉnh lần xưa là việc bóc sòn cán bộ quẻ quam tập tư luôn chập viện quân sự trừ mặn viện giao ban tòi kỳ, khang bộ chỉ huy quân sự xóm tỉnh cùng bị sòng bắn sát sĩ nàng bang hop bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la có ký chỉ lệnh chăm chứ các bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn khoang mười ship hà cảm ơn ship bết nàng đại phát thanh truyền hình tỉnh sơn la sở giáo dục cánh đào tạo có khai ở hội thi xiềng khắp mũ sách sòn dần mương cấp tỉnh tựa thiếu sĩ pi sòng bắn sát sàm Irelandia Mi Inhia vầy cho mương bốn sừng, sỉ sếpết pì, mừ xe sòn Việt Nam, sao cằm bứt sếpết pì păn nừng cẩu hoi pếp sếp sòng, sao cằm bứt sếpết pì sòng păn sờ sầm. Trôm hạp Mi sếp cẩu đoàn ma té sếp sòng phòng giáo dục cánh đào tạo Bưng Huyên thành phố, hà sếp hốc cơ sở bớt sòn sư ó sở giáo dục cánh đào tạo, Mi cài hoi nừng bay khắp bay xe nhạc sừng nhọng đảng, bú hô quý banh cáo sừng năm đìn bản mương sừng nhọng say sòn dân mương, Mi trách nhiệm sùng cấp nà vịa bó sòn, cánh tập tư, hồi thì lò nà vịa mi ý nghĩa khạc khò đối cấp mũ say sòn, chứng chảnh bông luông cóp hôm nhớ luồng, cài, há phong, ịn muôn khắp xe, nho sùng cuồng kín đơi rú hở cán bộ say sòn nhân viên, học sinh, học viên cuồng bưng cơ quan, quản lý bó sòn, cơ sở bó sòn. Hội thì khai ó sóng mưa xếp hạ, họt mưa xếp hốc cầm bươn xếp ếch, cưng khắp xe lầu bưng bay khắp bay xe bồn giòn cánh đốp muôn nhòng dài chi đầy khải ó chết chơ thóng tinh cưng mư ship hốc cam bướn ship cánh chiên phát cắp bón nằng phong điện stv không đài phát thanh truyền hình sơn la mư ship xí cam bướn ship ết phòng văn hóa thể thao cánh du lịch huyện quỳnh hai cò khải bằng họp số sản khoa học ma luông trừ hiểm bánh khải bằng hồi kinh bằng then không chờ quân tay đón tánh tâm mà pe qua in nằng huyện quỳnh hai chấp năm dự án số hốc chương trình luôn buồn hơn mương mà pè giật tánh là bản mương phòng pome cho côn cánh phòng pu sùng dàn pì sòng pan hoặc pì sòng pan sao hà chôm hạp bàn họp sổ sàm mi cài tiết xếp học viện lò cán bộ văn hóa xã cánh bưng nghệ nhân côn chàng khắp xe nặng bưng bàn cò đầy f năm trên cái bưng nả vỉa của nghệ định số cầu xếp bét bị sòng bắn xếp khẳng chính phủ mát tắt bùn tranh thí, chấp năm san hụt khẳng luật khẳng khuôn văn hóa, cánh luật tròm bành, tướm tên, san hụt khẳng luật khẳng khuôn văn hóa, luật số sòng, bì sòng bắt xếp hốc khẳng quốc hội khóa xếp xí, ma luật hiểm căm tôn giáo. Quyết định ma vệ in muôn khắp xe, nàng bàn tiểu khu tổ dân phố, nàng cuồng phồng tình. Nò nặn ó, chùa học viện có đầy thiên cái, sổ sàm, uồn trì, bưng luông trừ hiểm, cánh bánh khảy pàng hồi, kìn bằng thèn, khỏng sửa côn tay đón, tánh tăm bên bốn chuồng hong vỉa mạ bè, món quả in, nặng huyền quỳnh nhảy Cài bằng họp sổ sàm, vầy tạ ó, luông nhai biến, ma luông thổng hù, cánh nho sùng hòa trời hiểm trừ, cánh bánh khảy khỏng khuôn văn hóa ngườn lang, khỏng bưng tổ chức từng côn mi nuống pan, cài nặn, cò giòn khừng, khù, hừa nà ma tà luông cạt sàn khỏng chừa côn trừ hiểm nan văn hóa bảy trừ cánh bến khầy bưng không sàn văn hóa ngườn lang bảy mà bè chuồng hong bón quả in nặng huyền quỳ nhai trước biển hồng mờ xếp sàm cầm bến xếp bếp chu tập tư luông bùn cầm phong phai mày cánh cứu trò tròn hàn cấp huyền mi nếu chưa lại trùm hú trường sù cạt kiên trôm hạp nặng bón cạt kiên với cơ quan đoàn thể nặng huyền mức là pì sòng pan có đại cò đài khải óc đài lăng đi nả vi tại đó lò mi phai mày nặng hỏng xe vi không hồi liên hiệp với những huyện cốc bài xài căn lò bừa mày mỏ tôm nam điền cuồng hỏng xe vỉa Chưa tinh ven bưng cán bộ nhân viên trong hà bảng họp sơn nặn báo mi côn đầu nặng hỏng xe vỉa vừa cất xỉng óc phay mày cuồng gian hừng báo mi côn hù hền sơn nặn, phay có mày lam ó sòng hỏng rú kem phay mày có dệt méo lại quân phòng dệt giả cha hở vỉa đắp phay, mi lại quân phay, nặng lại khẩn bưng thản sơn hẳn dệt sòng côn báo lèn teo ó đầy nó 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 cuồng chơi cứu trò cho hẳn có mi sàm côn lồm nặng lại thản sòng cánh thản sàm Bưng chủ mũ nuống pan có cạt kiên trăm năm vỉa, đắp phay cánh bằng bền xí ngon, vầy trăm năm vỉa đắp phay sáu hù cốc bài xài căn, dễ đó phai mày. Tó luôn cạt kiên cạt kênh cánh hỗ trời trách nhiệm dùng, bưng chủ mũ nuống pan, có cứu tròi đầy bưng côn tròn hẳn, bưng côn tròn hẳn, đầy ảo bày hơn giả lợp tăn, tăng sòng, sủ bưng xe đắp phay mi lau nằm nhớ, vầy đắp phay nhận vào tình ngàn phủ côn cánh trường hồng đốc môn chu tập tư ủy ban dân mức huyện mức là có khen thường hà tập thể xếp chết côn cứ đại lăng đi buồn giòn cuồng chu tập tư luôn buồn đáp phay cánh cứu cho cho nan nơi đi pomme pinong trong bờ phăng lèo chương trình quan khảo khâm đài phát thanh truyền hình sơn la sau đây thân ơn mẹ pinong pom pong cha toàn bướng <laughs> phăng trong tạc hạt cha pinong